Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 13 tháng 11 của SBNC với những tin tức nổi bật sau. Ấn Độ nói Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất, tuyên bố sẵn sàng chiến đấu. Vì sao Đài Loan chần chừ mua mắt thần E2D đối phó Trung Quốc? Nga Belarus có động thái đáng chú ý gần Ba Lan giữa căng thẳng leo thang. Điện Kremlin nói gì khi Belarus dọa tung đoàn hiểm vào EU? Tổng thống Biden giáng đòn đánh mới nhắm vào doanh nghiệp Trung Quốc. Một số tin tức đáng chú ý khác. Nổ lớn tại nhà thờ, hồi chung cảnh báo về an ninh dưới sự cai trị của Taliban. Nhà chọc trời chìm trong biển nước, hình ảnh thế giới nếu nhiệt độ tăng quá 1,5 độ C. Tin nóng, Chris Napier được tự do sau 13 năm kìm kẹp. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến xung đột ngày càng tăng nhiệt giữa hai gã khổng lồ châu Á, Trung Quốc và Ấn Độ. Vừa qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat cảnh báo Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất của Ấn Độ và hàng chục ngàn binh sĩ triển khai đến dãy Himalaya còn lâu mới có thể trở về căn cứ. Cụ thể hơn, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Bipin Rawat vào hôm 11 tháng 11 cho biết, đang có nhiều hoài nghi và sự thiếu tin tưởng xuất hiện trong quá trình Ấn Độ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp biên giới. Hồi tháng trước, vòng đàm phán thứ 13 giữa các chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc lại đổ vỡ do hai bên không thống nhất được cách rút lui khỏi biên giới. Theo Bloomberg, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi đã chuyển trọng tâm từ Pakistan sang Trung Quốc sau cuộc giao tranh đẫm máu với nước láng giềng vào mùa hè năm ngoái. Tháng 6 năm 2020, 20 binh lính Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc đã tử nạn trong cuộc đụng độ dọc biên giới 3.488 km. Kể từ đó, Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường cơ sở hạ tầng, quân đội và khí tài quân sự dọc biên giới Himalaya. Tướng Rawat cho biết, ông nói thêm Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào dọc theo biên giới và trên biển. Bình luận của tướng Rawat được đưa ra giữa lúc Bộ Ngoại giao Ấn Độ chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng trái phép ở khu vực mà hai bên đều tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cho biết Trung Quốc đang xây dựng các ngôi làng dọc theo đường kiểm soát Ấn Độ-Trung Quốc LAC, vốn là ranh giới ngăn cách lãnh thổ giữa hai nước kiểm soát. Theo tướng Rawat, Trung Quốc đang toàn tính đưa người dân hoặc quân sĩ đến các ngôi làng này sinh sống trong tương lai. Bên cạnh đó, giới chức New Delhi cũng bày tỏ lo ngại về an ninh Ấn Độ khi Taliban trở thành lực lượng cầm quyền ở Afghanistan. Tướng Rawat nói thêm, viễn cảnh về mối quan hệ thù địch với Trung Quốc và vấn đề an ninh với Taliban cũng như Pakistan khiến Ấn Độ phải triển khai quân lính tới biên giới phía Bắc và phía Tây. Trước mối đe dọa từ bên kia eo biển, Đài Loan không ngừng củng cố khả năng phòng vệ. Trang tin Taiwan News ngày 12 tháng 11 đưa tin, không quân Đài Loan đang xem xét mua 6 máy bay cảnh báo sớm E-2D, Avanci, Hawkey. Tuy nhiên, vẫn còn trở ngại không nhỏ liên quan đến ngân sách khiến hòn đảo còn chần chừ. E-2D Hawkey là máy bay cảnh báo sớm tầm thấp như chiến đấu cơ tàng hình J-20 Chengdu của Trung Quốc. Ngoài ra, E-2D Hawkey cũng có thể cung cấp dữ liệu mục tiêu cho các tên lửa chống hạm tầm trung và tầm xa của Đài Loan. Theo Liberty Times, để đáp ứng nhu cầu phòng thủ của không quân, việc bổ sung E-2D Hawkey sẽ cực kỳ có lợi, tuy nhiên sẽ khá tốn kém để mua về một chiếc máy bay có giá lên tới 400 triệu đô la. Hiện chính quyền Đài Loan đang cân nhắc về việc bổ sung thêm khí tài này. Được biết, căng thẳng tại eo biển Đài Loan đã gia tăng trong những tháng gần đây. Đài Loan liên tục lên tiếng về việc máy bay Trung Quốc đến gần hòn đảo này. Vừa qua, quân đội Trung Quốc hôm 10 tháng 11 thông báo rằng đã triển khai một đợt tuần tra sẵn sàng chiến đấu theo hướng eo biển Đài Loan, giữa lúc một đoàn nghị sĩ Mỹ đến thăm hòn đảo trên một chiếc máy bay quân sự. Trong một diễn biến khác, lực lượng đổ bộ đường không Nga và Belarus cùng diễn tập nhảy dù gần biên giới với Ba Lan vào hôm 12 tháng 11 trước hoạt động tăng hiện diện quân sự của Ba Lan ở khu vực. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, cuộc tập trận diễn ra tại thao trường Gorsky phía Tây Belarus. Vận tải cơ Y-176 của Nga và trực thăng quân sự của Belarus cũng tham gia cuộc diễn tập. Phát biểu hôm 12 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus ông Viktor Khenin cảnh báo phía Ba Lan đừng nên quá tự cao, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang Belarus đã sẵn sàng chống trả. Tuần qua, Nga đã bất ngờ điều hai máy bay ném bom hạt nhân sang tuần tra trong không phận Belarus nhằm ủng hộ đồng minh, giữa lúc nước này đang mâu thuẫn nghiêm trọng với EU về vấn đề người di cư.
Trong khi đó, Ba Lan đã triển khai tới 20.000 người, bao gồm quân đội, cảnh sát, biên phòng đến khu vực biên giới với Belarus, theo hãng tin TASS cho hay. Theo lực lượng biên phòng Ba Lan, kể từ đầu năm 2021 đến nay, khoảng 30.000 người đã tìm cách vượt biên trái phép từ Belarus vào Ba Lan. Con số này của cả năm ngoái chỉ rơi vào 120 người. Liên minh châu Âu cáo buộc Belarus khuyến khích người di cư vượt biên vào khối thông qua ngã Ba Lan nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên miền. Tuy nhiên, Belarus phủ nhận. Cũng liên quan đến Nga và Belarus, Điện Kremlin hôm 12 tháng 11 cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã không tham vấn Moscow trước khi đe dọa tạm ngừng đường ống dẫn khí đốt đến châu Âu. Cụ thể, ông Lukashenko hôm thứ Năm đe dọa sẽ tung ra đòn hiểm như trên nếu Liên minh châu Âu-EU áp đặt thêm lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus và Ba Lan. Được biết, Nga là nhà xuất khẩu chính khí đốt đến châu Âu thông qua Belarus, và Điện Kremlin đã khẳng định rõ họ là nhà cung cấp đáng tin cậy và không muốn bất kỳ sự gián đoạn nào. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow sẽ làm tròn các điều khoản hợp đồng về cung cấp khí đốt cho khách hàng châu Âu. Mặt khác, ông Peskov cũng bác bỏ thông tin của báo chí rằng Mỹ đang lo ngại Nga sẽ mở chiến dịch tấn công vào Ukraine. Trước đó, hãng tin Mỹ Lompoc cho rằng Lầu Năm Góc có lý do để quan ngại việc Nga điều động binh lính một cách đáng ngờ ám sát biên giới Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định Nga không tạo nên mối đe dọa với bất kỳ ai. Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, Tổng thống Joe Biden vừa kỷ luật cấm mua bán thiết bị viễn thông có thể tạo nên rủi ro an ninh quốc gia. Luật sẽ nhắm vào các thiết bị của nhà sản xuất Trung Quốc như Huawei và ZTE. Cụ thể, ông Biden vào hôm thứ Năm đã ký đạo luật thiết bị an ninh năm 2021, qua đó đưa nó chính thức trở thành luật. Theo điều khoản quy định, Ủy ban Truyền thông Liên bang sẽ không xem xét hay phê duyệt bất kỳ đơn kiến nghị lắp đặt các thiết bị có thể đe dọa an ninh. Trước đó, Ủy ban Thông tin đã xếp Huawei và ZTE vào các mối hiểm họa với an ninh Mỹ do có liên quan với quân đội Trung Quốc. Hôm thứ Ba, Tổng thống Biden cũng thông báo gia hạn sắc lệnh hành pháp được người tiền nhiệm Donald Trump ký. Theo đó, cấm nhà đầu tư Mỹ rót tiền vào hơn 50 công ty Trung Quốc, bao gồm Huawei. Ông Biden khẳng định Trung Quốc đang tăng cường khai thác nguồn vốn của Mỹ để phát triển và hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực tình báo và các bộ máy an ninh khác. Điều này tạo điều kiện cho Trung Quốc đe dọa nước Mỹ và các lực lượng Mỹ ở hải ngoại. Có thể thấy, Mỹ tiếp tục hành động cứng rắn trước Trung Quốc ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc điện đàm dự kiến diễn ra vào thứ Hai, ngày 15 tháng 11. Hãng tin AFP dẫn lời nhân chứng và quan chức Taliban cho biết vụ nổ hôm 12 tháng 11 tại miền đông Afghanistan đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra giữa lúc người dân làm lễ cầu nguyện tại nhà thờ Srinkar thuộc tỉnh Nangarhar. Thông tin về thương vong được một bác sĩ tại địa phương xác nhận với AFP. Trước đó, Wari Hanwis, người phát ngôn chính phủ tỉnh Nangarhar, nói với hãng tin AFP rằng chất gây nổ được đặt bên trong nhà thờ. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhà thờ ở Afghanistan gần đây liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Chỉ trong vòng 2 tuần hồi tháng trước, hai vụ nổ tại nhà thờ đã gây ra thương vong lên đến hàng trăm người. Mới đây nhất, hồi đầu tháng 11, các tay súng của IS đã tấn công bệnh viện quân sự Sadar Muhammad Dawkhan tại thủ đô Kabul, khiến hơn 20 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Vụ tấn công mới nhất một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình hình an ninh ở Afghanistan. Phát biểu hôm 10 tháng 11, Taliban tuyên bố đã bắt ít nhất 600 thành viên ISK có hành vi chống phá và giết người trong 3 tháng qua, gồm các thủ lĩnh hàng đầu. Theo Hindustan Times, Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, tuyên bố ISK hiện không phải là mối đe dọa lớn và Taliban đã triệt phá 21 hang ổ của nhóm này ở một số tỉnh. Những hình ảnh kịch tính do tổ chức phi chính phủ của Trung tâm Khí hậu vẽ ra đã dự đoán các thành phố lớn trên khắp thế giới trông như thế nào khi tình trạng ấm lên toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C. Thỏa thuận chung Paris 2015 đã chứng kiến các nước cam kết giới hạn nhiệt độ tăng trung bình toàn cầu dưới mức 2 độ C so với thời tiền công nghiệp, tốt hơn là tăng 1,5 độ C. Các nhà khoa học khẳng định vượt mốc 1,5 độ C sẽ gây ra hậu quả thảm khốc hơn rất nhiều đối với con người, đời sống hoang dã và hệ sinh thái. Theo hình ảnh dự đoán của Trung tâm Khí hậu, các thành phố lớn sẽ chìm trong nước biển nếu nhiệt độ tăng quá 1,5 độ C.
CEO kiêm nhà khoa học của Tổ chức Trung tâm Khí hậu, ông Benjamin Stroll cho biết, với mức nóng lên 3 độ C, theo phân tích của chúng tôi, 50 thành phố quan trọng ven biển khắp thế giới sẽ đối mặt với tình huống phòng thủ chưa từng có, hoặc cư dân sẽ phải rời đi. Chúng tôi thậm chí còn tính đến tình huống các tòa nhà chọc trời ngập trong biển nước. Để ngăn nhiệt độ không vượt mức 1,5 độ C, thế giới phải cắt giảm một nửa lượng phát thải CO2 đến năm 2030 từ mức của năm 2010 và phải đạt được trung hòa carbon vào năm 2050. Đây là nhiệm vụ đầy tham vọng mà các nhà khoa học, tài chính, nhà đàm phán ở COP26 đã tranh luận xem làm sao đạt được và phải trả cái giá như thế nào. Hiện tại, thế giới đang nóng lên khoảng 1,1 độ C so với thời tiền công nghiệp. Khác biệt giữa 2 và 1,5 độ C là nước biển có thể dâng lên hàng mét vào cuối thế kỷ này, tới mức có thể xóa sổ nhiều đường bờ biển của thế giới, nuốt chửng nhiều đảo quốc nhỏ và các thành phố duyên hải. Nếu vượt quá 2 độ C, các khối băng có thể sụp đổ, khiến mực nước biển tăng thêm 10 mét, theo các nhà khoa học nói với Reuters, dù không rõ điều đó sẽ ra nhanh đến mức nào. Mức tăng 2,7 độ C sẽ tạo ra nhiệt độ tử thần quanh năm ở vùng nhiệt đới và gần nhiệt đới. Con người hầu như không sống được, đa dạng sinh học bị hủy hoại và khủng hoảng lương thực là điều không thể tránh khỏi. Cơ sở hạ tầng đô thị cũng không thể chịu được nhiệt độ cao quá mức. Hãng dược khổng lồ AstraZeneca của Anh và Thụy Điển vào hôm 12 tháng 11 cho biết doanh thu vaccine ngừa COVID-19 của họ đã đạt mốc 1 tỷ 50 triệu đô la trong quý 3, đóng góp lợi nhuận nhỏ. Tổng doanh thu của hãng tăng 47% lên 9,74 tỷ đô la trong quý 3 trên cơ sở tiền tệ không đổi. AstraZeneca hy vọng vaccine sẽ có lợi nhuận nhất định nhờ những đơn hàng mới trong quý tiếp theo. Hãng vào tuần này thông báo đã thiết lập một bộ phận chuyên trách sản xuất vaccine và phương pháp điều trị kháng thể để tập trung vào nỗ lực chống lại đại dịch. Trước đó, AstraZeneca cho biết không cố gắng kiếm lời từ loại vaccine giá rẻ và dễ sử dụng để chống lại đại dịch COVID-19. Ngoài vaccine bắt đầu có lời, việc AstraZeneca ngày 21 tháng 7 chi 39 tỷ đô la mua lại công ty Alexion chuyên điều trị bệnh hiếm gặp cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu. AstraZeneca cho biết lợi nhuận mạng vaccine trong quý tư cũng hạn chế do bù đắp vào chi phí liên quan đến hỗn hợp kháng thể để ngăn ngừa và chữa trị COVID-19. Gọi đây là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay, ngôi sao nhạc pop Britney Spears bây giờ có thể trở lại cuộc sống tự do sau khi tòa án đình chỉ việc giám hộ 13 năm của cha Britney. Trong phiên điều trần ngày 12 tháng 11 theo giờ Mỹ, thẩm phán Brenda Penny thuộc tòa án tối cao Los Angeles đã ra phán quyết việc giám hộ đời tư và tài sản của Britney Spears không còn cần thiết. Bên ngoài tòa án, người hâm mộ như vỡ òa khi nghe tin, hàng trăm người hò hét ăn mừng nữ ca sĩ được tự do. Trên trang cá nhân, Britney Spears viết: "Tôi không thể tin được, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của đời tôi. Tôi yêu người hâm mộ của mình rất nhiều. Tôi nghĩ mình sẽ khóc suốt cả ngày hôm nay." Kể từ năm 2008, giọng ca sinh năm 1981 không có quyền đưa ra bất cứ quyết định nào trong cuộc sống cũng như tài chính sau khi bị bố đẻ giám hộ. Sau nhiều năm chịu đựng, tháng 6 năm 2021, Britney Spears đã quyết định nói ra tất cả trước tòa và nói cô sống như nô lệ trong chính gia đình mình. Thậm chí, nữ ca sĩ còn khẳng định bố cô và những người khác liên quan đến việc giám hộ này nên bị tống vào tù. Ngày 11 tháng 11, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và công ty SpaceX đã phóng tàu vũ trụ mang theo 4 phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS từ trung tâm không gian Kennedy ở mũi Canaveral, bang Florida. Phi hành đoàn Endurance cập bến sau khoảng 21 giờ bay trên tên lửa SpaceX Falcon 9. Trước đó, chuyến đi bị trì hoãn do thời tiết không thuận lợi. Phi hành đoàn lần này hầu hết là tân binh vũ trụ, bao gồm 3 phi hành gia NASA cùng với 1 phi hành gia của cơ quan vũ trụ châu Âu. Thành viên lớn tuổi nhất là phi công Tom Mappen, 61 tuổi. Phi hành đoàn được chào đón trên ISS với những cái ôm từ 3 phi hành gia khác đang thực hiện nhiệm vụ trên trạm vũ trụ ISS. Tổng số người trên ISS hiện nay đã lên tới 7 người, với 5 người thuộc phân đoàn trạm vũ trụ của Mỹ và 2 người ở phía Nga. Phi hành đoàn tiếp theo của SpaceX tới trạm vũ trụ là Crew 4 đang được chuẩn bị cất cánh vào tháng 4 năm 2022. SpaceX là một công ty sản xuất tên lửa được thành lập vào năm 2002 bởi tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập hãng sản xuất ô tô điện Tesla. SpaceX đã khai thác tổng cộng 15 chuyến bay vào vũ trụ trong 17 tháng qua, bao gồm cả chuyến du hành thương mại hồi tháng 9 năm 2021. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC.